Cái tình nặng trĩu và nhẹ bẫng, sáng rỡ và tối tăm, mỏng đau và buốt lạnh, yếu ớt và mạnh mẽ, là cơn mộng màng và cả sự thức tỉnh. Dòng văn mơ hồ của William Shakespeare đưa ta về bờ sông Adige vào khoảng thế kỷ thứ 16, nơi vạn vật trên thế gian đều nằm gọn trong đáy mắt si tình của Romeo và Juliet, cặp đôi đến từ hai dòng tộc không đội trời chung với những mâu thuẫn không thể hòa giải trong quá khứ. Đôi trẻ đã cùng thề non hẹn biển mà chẳng hề biết đó là khúc dạo đầu của tấn bi kịch ái tình sắp ập đến. Cuối cùng, Romeo và Juliet đã chọn cách dìu tay nhau sang một thế giới khác. Họ giữ cho tình yêu trường tồn mãi trên góc ban công định mệnh. Ngược dòng thời gian về hiện tại, hơn nửa thiên niên kỷ đã trôi qua và chúng ta một lần nữa bắt gặp một chuyện tình cũng chất chứa bi kịch hệt như Romeo và Juliet thuở nào. Đó là câu chuyện về cánh đồng cát cánh, nơi lưu giữ những giấc ngủ của một cậu trai, là câu chuyện về lứa đôi ở hai bờ lý tưởng đối nghịch không thể cùng tồn tại, và là câu chuyện về một bản thiên tình ca da diết bứt lên giữa nhân gian tàn nhẫn đến cực cùng. Đó là câu chuyện về Mikasa và Eren trong Attack on Titan, một thiên tình hiếm hoi của vũ trụ anime. Và xin chào, tớ là HTA Hồng Chủ Ẩn và đây là số podcast thứ 2 của tớ. Nhắc về Mikasa và Eren là nhắc về loài hoa cát cánh, loài hoa tím biếc mọc dưới gốc cây trên ngọn đồi nơi cả hai thường say giấc thuở nhỏ. Loài hoa mọc lên đầy rực rỡ dưới khung xương vỡ nát của Eren, khung xương đã từng bảo vệ Mikasa khỏi cái chết cận kề. Và nó cũng xuất hiện ở giây phút bà hai đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nơi mà Mikasa đã lần đầu thổ lộ được lòng mình. Lần theo ý nghĩa của cát cánh, tớ tìm thấy một truyền thuyết về loài hoa này. Hoa cát cánh gắn liền với tình yêu đơn phương của nữ thần mặt trăng Selene với chàng chăn cừu Edymion ở nhân giới. Chuyện tình của họ cũng cay đắng hệt như chính câu chuyện của Mikasa và Eren. Edymion chẳng hề hay biết về cảm xúc của nữ thần mà chỉ mong ước có thể giữ mãi được vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, Edymion đã nhờ thần Zeus lưu giữ sắc đẹp vĩnh cửu của mình. Đổi lại, anh phải chấp nhận rơi vào giấc ngủ thiên thu. Khi Selene biết chuyện thì đã quá muộn màng. Nàng đến nơi mà Edymion đang say giấc, áp mặt vào ngực chàng để cảm nhận hơi ấm từ người mà nàng hằng tương tư. Selene tỏa ánh trăng soi sáng cả thế gian, nhưng không tài nào làm đôi mắt của Edy lay động. Thời gian tàn nhẫn trôi, Edymion vẫn đắm mình trong giấc mộng, còn Selene vẫn cất trong lòng tình yêu ấy, tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ vì thế mà ánh trăng và buổi đêm chiếu xuống thế gian mới nồng đượm vẻ mơ màng và buồn bã đến thế. Sau này, những nơi được ánh trăng của Selene soi sáng đã mọc lên loài hoa cát cánh mang sắc tím huyền ảo. Có thể thấy, cách mà Edymion đánh đổi sự sống để lấy sức đẹp vĩnh cửu hệt như cách Eren đã bất chấp tất cả để chạm tới tự do. Dẫu cho có phải làm tổn thương ai đó, hay thậm chí là chính bản thân mình mới là người chịu đớn đau thì cậu cũng không màng. Cái giấc mơ mà họ khao khát đoạt lấy hợp lý đến tàn nhẫn. Edymion và Eren cứ hướng mắt về đâu đó thật xa xăm mà không hề hay biết phía sau là tình yêu chung thủy mà người kia luôn dành cho mình. Để rồi, cả một thuở thiếu thời của người con gái chỉ là ánh mắt dõi theo bóng lưng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mikasa luôn sống với nỗi sợ phải tạm biệt người bạn trúc mã, nỗi sợ về việc mất đi người thân yêu cuối cùng của cuộc đời. Nhưng khi cát cánh vẫn còn tím biếc trên ngọn đồi ấu thơ thì có lẽ Mikasa vẫn sẽ đợi. Đợi một ngày nào đó lại có thể cúi đầu lên gốc cây già cỗi, lắng nghe hơi thở của chàng trai cô thầm cương trộm nhớ, đợi cái ngoái đầu và nhận ra những cảm xúc mãnh liệt cô dành trao, và đợi chàng trai ấy bước tới, vỗ về và nói dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ lại cô một mình. Tiếc là số phận lại không giống như những gì Mikasa mong cầu. Tôi không thể chịu nổi một đứa nô lệ chỉ biết vâng lời như cậu. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn căm ghét cậu. Những lời độc địa đó lại được thốt ra từ chính người mà Mikasa yêu thương. Dù cho có lý trí đến mấy, cô cũng không thể thoát khỏi sự bàng hoàng và đau đớn. Cảm giác như có ai đang đạp lên cánh đồng hoa mà mình gieo trồng từ rất lâu. Mikasa là người kiên quyết phản đối việc giết Eren để có thể kết thúc trận chiến. Cô đã bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng. Để rồi, những gì Mikasa nhận lại chính là sự tổn thương từ người mà cô dành trọn ân tình. Nhưng Eren cũng có cái lý của riêng mình. Đứng ở bên kia chiến tuyến, Eren nhận ra nếu không làm như vậy thì chiến tranh sẽ không thể kết thúc. Phải có một người nhận lấy trọng trách và chấm dứt tất cả. Phải có người trở thành anh hùng để kết liễu tên ác nhân Eren. Và nếu không phải Mikasa thì chẳng ai có khả năng làm cả. Cậu để cho những mối hiểu lầm ấy kéo dài đến tận giây phút cuối cùng. Đến khi Mikasa đã quá mỏi mệt với cuộc chiến, cô mong muốn được trở lại khoảng thời gian bình yên khi xưa. Em muốn được trở về ngôi nhà của chúng ta, nơi có gốc cây trên ngọn đồi lộng gió, nơi có cát cánh và đôi ta. Bao khát mãnh liệt đưa cô vào con đường, một thực tại nơi cả hai đã cùng nhau bỏ trốn khỏi cuộc chiến và sống những tháng ngày an bình trong chiếc cabin nhỏ trên đồi. Mikasa tỉnh dậy và thấy chàng trai ấy đang khom lưng bổ củi, quang cảnh đời thường mà tưởng như cô sẽ không bao giờ thấy lại. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Eren,
Mikasa biết nếu ở không gian này thì chẳng ai có thể lấy Eren của cô đi. Trong khoảnh khắc ấy, Mikasa đã nghe những lời dặn dò của Eren. Anh thà sống 4 năm còn lại của cuộc đời mình trong yên bình tĩnh lặng, ở một nơi không có ai khác ngoại trừ chúng ta mà thôi. Em có thể hứa với anh một điều không? Khi anh chết, xin em hãy vứt chiếc khăn choàng đó đi. Em còn cả một cuộc đời dài phía trước, vậy nên hãy quên anh đi và sống thật tự do. Làm ơn, hãy quên anh đi. Điều đáng sợ nhất không phải là chết đi mà là việc bị lãng quên. Nhưng chàng trai Eren 19 tuổi ấy lại cầu xin Mikasa đừng nhớ đến mình. Không phải cậu sợ những tội ác của mình có thể bị nhắc lại, mà vì cậu lo lắng cho quãng đời phía trước của Mikasa. Cậu biết người con gái đó bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tâm hồn lại chẳng chịu những vết thương và yếu đuối vô cùng. Cậu lo sợ rằng khi mình chết đi, Mikasa sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thể tiến bước. Vì thế nên cậu mới nói những lời đó. Thật đau đớn khi biết trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng lại bất lực không thể xoay chuyển định mệnh. Thật đớn đau khi phải nói những điều mà sâu trong trái tim không hề mong muốn. Và thật xót xa khi tất cả những gì cậu có thể làm là chấp nhận việc người con gái mình chọn tình yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc từ một ai đó chứ không phải mình. Đến khi trò chuyện lần cuối với Armin, Eren mới thốt ra những lời cậu luôn chôn giấu. Tớ không muốn như vậy đâu. Tớ không muốn Mikasa tìm một gã đàn ông khác. Tớ muốn cô ấy phải nghĩ về tớ cho đến hết đời. Thậm chí sau khi chết, tớ muốn cô ấy nhớ đến tớ ít nhất là 10 năm. Đó mới thật sự là điều cậu mong cầu. Eren đã kìm hãm ham muốn ích kỷ ấy ở bên Mikasa. Bi kịch là khi đứa trẻ bị giam nhốt vĩnh viễn trong một tủ xác thịt, một đứa trẻ muốn yêu và được yêu như bất kỳ ai khác. Eren đã giấu đi đứa trẻ ấy, chỉ để lại lời dặn dò thật vị tha. Nhưng dù có ích kỷ hay vị tha, thì điều quan trọng nhất mà Eren muốn gửi đến Mikasa vẫn vẹn nguyên như vậy, là những lời yêu thương chân thành nhất từ tận đáy lòng. Dù cho 2.000 năm hay 2 triệu năm nữa trôi qua cũng sẽ không hề đổi thay. Sau những lời nhắn gửi ấy là khoảnh khắc đã khiến cho tất cả đều chết lặng. Đó chính là cái chết của Eren Yeager và nụ hôn cuối cùng giữa hai người yêu nhau. Nơi có đáy mắt như chất chứa cả đại dương nỗi buồn, như bỏng rát cả trái tim, như thấu hiểu rằng từ nay về sau cậu sẽ không thể nào yêu thương người con gái này được nữa. Nơi gương mặt Mikasa như thể đã chấp nhận hiện thực tàn khốc rằng chính đôi tay mình sẽ lấy đi sinh mạng của người con trai ấy. Và nụ hôn đầu đặt lên môi như nốt nhạc cuối, khép lại muôn trùng nỗi đau mà đôi lứa phải trải qua suốt gần ấy năm. Eren và Mikasa, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu đớn đau và bi kịch. Từ chiếc choàng khăn bộc bể trong đêm đen chờ rét giữ ấm cho Mikasa, đến cái ôm như nghẹt thở giữa làn khói bao phủ, khóc nấc lên khi biết Eren vẫn còn sống. Mikasa đã từng yếu lòng trong giây phút cận kề cái chết. Eren không muốn thấy cô ấy buông bỏ. Cậu đã chiến đấu với tử thần bằng toàn bộ dũng khí chỉ để nói với cô rằng tôi sẽ choàng cho cậu chiếc khăn này bao nhiêu lần cũng được. Cho dù sau đó Mikasa đã nói dối về mối quan hệ giữa họ, cho dù Eren đã làm tổn thương Mikasa, cho dù cậu đã gây ra quá nhiều tội ác, nhưng các cánh dẫu có bị nhuốm máu thì nó vẫn là hoa và gạt đi những gánh nặng trên vai. Họ vẫn chỉ là đôi trẻ ngô nghê khao khát được tồn tại, được yêu thương ai đó một cách bình thường. Quan điểm thay, nhát chém của Mikasa lại là hồi kết cho tất cả, hồi kết cho một chuyện tình bi thương, đau đớn và đầy tiếc nuối. Qua một vài năm, Mikasa vẫn ngồi dưới tán cây ấy tại nơi mà cô yêu thương nhất. Một mình Mikasa ôm lấy những ký ức chan chứa khi xưa rồi bật khóc nức nở. Chợt từ đâu, có cánh chim hạ xuống choàng lại chiếc khăn. Chiếc choàng khăn ấy đã từng giải thoát Mikasa khỏi đêm đen bút lạnh, cũng đã từng khiến trái tim thiếu nữ lỡ nhịp bởi tiếng gọi ái tình. Cái choàng khăn như muốn nhắc nhở Mikasa rằng có người vẫn luôn dõi theo cô từ đâu đó, âm thầm bảo vệ và luôn nguyện cầu cuộc đời an bình cho cô. Lúc ấy, Mikasa biết rằng mình phải sống, sống trọn vẹn những năm tháng an bình, sống cho những gì Eren đã hy sinh để đem đến cho cô. Ngày đó, họ yêu thương để có thể tồn tại. Giờ đây, Mikasa sẽ tồn tại để yêu thương, để mãi gìn giữ hình bóng của người con trai cô đã dành trao cả xuân thì. Chỉ có như vậy, Eren ở đâu đó mới cảm thấy an lòng. Nhưng dù tương lai sẽ diễn ra như thế nào đi chăng nữa, thì Mikasa biết có một thứ vẫn luôn và sẽ luôn tồn tại trong tim mình. Đó là thiên tình không hề nguôi ngoai, chỉ dành riêng cho người con trai đó. Dù thế gian này có tàn nhẫn đến tận cùng, thì tôi vẫn vẹn toàn yêu người mà thôi.